Xin chào, chào các bạn nha. Thì hôm nay Subel có lịch đi tiêm và bây giờ thì đang trên đường đi nha cả nhà ơi. Subel chào cả nhà đi. Hello. Subel chào nè. Xin chào. Subel đang ăn bánh mì nha các bác nha. Ngon không con? Mời các bác theo chân Subel đi tiêm để xem hôm nay Subel tiêm có khóc không nha. Subel đang ăn bánh mì để lấy sức tiêm đấy các bác ơi. Đấy, hôm nay Subel sẽ tiêm mũi sởi nhắc lại. Mũi này thì Subel sẽ tiêm ở trạm y tế của xã nha. Tháng trước là đến lịch tiêm rồi nhưng mà tháng trước là Subel uống thuốc nên là không tiêm được. Cho nên tháng này phải tiêm đấy. Không à? Quay hả? Thế thì quay khác. Đây, đây là con đường đi ra ủy ban, ra trạm y tế nha mọi người nhá. Đấy, hai bên là cánh đồng lúa xanh. À, thế không chịu tiền quay thì thôi. Đấy, Subel đang ăn bánh mì. Subel đã đến trạm y tế nha. Đang đợi đến lượt để vào tiêm. Trời ơi, bây giờ thì chuẩn bị đến lượt Subel vào tiêm nha. Lúc này là nghe các bạn khóc hơi hoảng hoảng rồi nha. Mì rơi này. Vì như em hay lắm. Tay phải đi, điểm bên tải đi nha. Bên này này. Mặt à. Thiền nước đường thẳng lên cho đấy cho đối với còn những cái gì kiếm mà chạm rã nha. Nhưng chỗ cỏ mưa là chỗ kia đã mà thô. Cái cảnh gì để xỉa bố mất xịn rồi. Đập mặt chân cho mặt. Mà là cảnh như hôi hắn đấm thấu quá mà thì cái đấm này. Ôi em sao rồi đấy. Ôi tiếng có một mùi mệt ơi. Thắng này em đi lại thẳng thắng đi luôn đi. Mình chưa bám cái gì đấy nha. Thắng rồi. Không không nghe. Yêu mà. Yêu rồi. Thì xong rồi. Đấy nhỉ. Đấy các bạn ơi, như là Subel tiêm xong rồi đấy. Subel tiêm đau ở đâu nhỉ? Subel tiêm đau ở đâu? Không đau rồi, không đau. Xong rồi nè.